Nhớ cho bên trên bàn xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại là mình đã đang ở đầu bàn của mình rồi. Sau khi về là từ Sài Gòn, từ Hà Nội về là mình là cũng rất là háo hức, không biết là dân bản mình đã ăn hết thịt chưa, ăn mổ hết lợn chưa. Nên là mình cũng rất là háo hức và hôm nay là cũng có một sự xuất hiện đặc biệt, đó là Tiểu Tích, chị Tuyên. Em ơi, khi Sài Gòn về có vẻ ngọt xinh hơn nhỉ? Em tăng 3 cân chị ạ. Chứng tỏ là cũng hấp hải sản, hấp thụ ngang cơ với chị. Bây giờ ngạc nhiên sáng để về bản, không phải gia đình là mổ ăn hết thịt bây giờ. Dạ, vâng. Giờ anh em mình ngạc nhiên sáng hôm nay là mình rất vui khi là cameraman cho cái chuyến bản các bạn nhé. Vừa rồi thì qua nhà đón Chủ tịch xong. Đây là quán phở ngay đầu đường nha em đúng không? Vâng, được hỏi em, hôm nay gặp chúng ta Tết em có bán mà. Có chứ. Chào chị nhá, cho em 4 bát phở ngon nhất quán nào. Hải TV đây. Hải TV, biết cả Hải TV à? Phở có phở gì đấy chị? Có bò, cái gì là công trình cô ạ. Thế thập cẩm đi cho dễ ăn nhá, 4 bát nhá. Có em ít bún thôi nhưng mà nhiều thịt nhá. Ít bún nhiều thịt à? Ngồi đây thôi, ngồi đây. Đây, mình ngồi đây đi. Hôm nay là anh ấy thay cái bộ trang phục rất là đẹp. Sao hôm nọ vào Sài Gòn này không mặc bộ này? Tại vì không mang đi anh ạ. Tại vì bộ này là bộ mới Tết anh ạ. Nên là phải để dành. Để dành đến Tết, gần Tết mới được mặc. Có nghĩa là bộ đẹp và sặc sỡ nhất là để ngày lễ hội hoặc là ngày Tết. Đặc biệt, dịp đặc biệt. Tối tối màu thì để chỉ để mặc bộ thường ngày thôi. Nghĩa bộ em là không phải bộ mùa Tết đúng không? Đúng. Đây mới là bộ Tết này. Cái này em tự làm, mẹ làm cho hay mà phải mua? Cái mũ này là mũ thì là tự làm hết luôn ạ. Cả bộ tự làm hết chị ạ. Chị em làm, chị cả em. Chị may luôn. Hay nhỉ. Thường cái bộ thế em mặc đắt không? Không bao tiền. Thường khoảng đây. Khoảng cái bộ như này thì rẻ, bộ ngắn thì tầm 800 đến 1 triệu chị ạ. Thì cái mũ nó mũ thêm 200 300. Mà được bộ của nó đẹp. Quá đẹp luôn. Một năm này được mua được hai cái bộ. Năm thì tùy chị ạ, có khi được nhiều một chất. Bộ. Năm là hai bộ nên là bộ nó mới đắt như thế đúng không? Này phụ thuộc vào kinh tế nhỉ? Nhiều bạn 800 1 triệu với này là cái vấn đề là những cái hoa văn này này. Những cái họa tiết này này, mình thêu nó mất thời gian. Đúng rồi anh. Thêu tay cả năm hoặc là mấy tháng trở cũng được. Khi đi lấy chồng thì phải có mấy bộ? Đi lấy chồng thì ít nhất cũng phải có 3 bộ mới chị ạ. 3 bộ mới tinh luôn. Đây là còn ít rồi. 3 bộ mới. Để còn mặc một bộ, ít nhất là một bộ ở nhà chồng, một bộ ở nhà vợ, đám cưới mình. Chồng phải chuẩn bị bộ nếu là lấy chồng người Mông, nhà chồng phải chuẩn bị đi chứ. Mang về hả? Xinh. nhưng mà thường thường là hôm mà anh em mình hỏi câu chuyện, lúc như là bây giờ ví dụ cưới người Mông như em thì dạ. Cần phải xính lễ những cái gì nhỉ? Sinh lễ thì là ít nhất là bao nhiêu nhỉ? Hai con lợn này. Là hai tầm 20-30 con gà, vịt này. Phải là bún thập cẩm đi. Bún ạ, bún thập cẩm. Mấy kiện bò húc nữa, đúng không chị? Bò húc này, coca này. Bò húc coca. Tại vì thích uống bò húc. Có nghĩa là bên nhà gái thích cái gì thì nhà trai nó làm đúng à? Vâng, đúng rồi. Nhưng tại mà vì mấy con lợn, em mà bảo là mấy con lợn nhỉ? Hai con lợn là 100 cân. Hai con lợn? Tùy theo nhà thôi, ví dụ nhà gái mà ra điều kiện cao thì phải chiều theo nhà gái. Chứ nó nhưng mà ví dụ như nhà em thì thường thường, ví dụ như mấy chị trước, anh em có 4 chị đúng không? Vâng. 4 chị em, thì hai đứa rồi, còn hai chị kia lấy chồng chưa? Hai chị kia lấy chồng rồi. Thế là hai chị kia thì xính lễ là gồm những cái gì? Như là em thấy là bố như kiểu cho luôn. Ở nhà nó con gái quá. Nhà nó con gái nó là cho luôn à? Thế thì nhưng mà bây giờ ví dụ như là muốn cưới ai Mỹ hoặc là Pơ thì cần những cái gì? Em thì phải hỏi bố em anh. Cái này là bố mẹ quyết đúng không? Mình thì tầm khoảng đấy thôi. Cũng tầm khoảng đấy thôi. Khoảng hai con lợn, hai mấy kiện bò húc. Đúng không? Ba chục con gà. Hai ba chục con gà vịt gì đấy. Châu thì sao?
trâu thì nếu mà không lấy lợn thì phải là một con trâu. Quy là trâu. Thế còn bạc trắng các kiểu không thích à? Bây giờ hiếm bạc với chị. Chỉ có ngày xưa, các cụ ngày xưa thì như bố mẹ em ngày xưa là bạc đấy. Mấy đồng tiền bạc đấy. Ít nhất phải có 3-4 năm đồng tiền bạc. Còn bây giờ thì là tiền thẳng luôn rồi đúng không? Vâng, bây giờ là tiền mặt thôi. Tất cả là quy vào tiền mặt. Bây giờ là bạc hiếm lắm. Các cụ để dành thôi. Và thì các cụ thì để dành để ví dụ như là cảm gió các thứ thì dùng ấy. Bây giờ bạc thật nó không như cái bà bạc tiền ngày xưa nó không hiếm. Nhưng ở bên em bên này có còn phong tục bắt vợ đâu không? Bắt vợ thì bây giờ là chỉ có hỏi cưới chị ạ. Tán yêu là hỏi cưới luôn. Bên Sapa vẫn còn mà. Sapa thì vẫn còn. Ai mí này là lằng nhằng đi ra đường cũng chẳng lôi luôn. Nên em không dám đi Sapa đâu. Nhưng mà có, nếu mà đi Tết này là dám đi ra ngoài đường không? Ngày Tết này là những cái lễ hội đấy là hay bắt lắm. Lễ hội ở chỗ em thì em vẫn đi. Đi bắt xa giờ thì chưa đi lắm. Vâng. Nhưng mà bắt rồi thì còn ngồi đây à? Vâng, ý là bắt rồi nhưng không đồng ý là vẫn được thả về mà nhỉ? Vâng, nhưng mà chỗ em quy định là một đời chồng nên là chỗ khác phải bắt được chị ạ. Nó mà bắt về rồi là coi như là một đời chồng rồi, em hiểu ạ? Thế á? Nên là một này nó mới sợ chứ. Người ta thẳng ở đấy không mà. Nhưng mà đồng ý cưới hỏi gì đâu. Nhưng mà đấy là quan niệm mà người Mông như thế. Mông là như thế chị. Đấy là một đời chồng rồi. Còn nếu mà không thì mình chuẩn bị cái số của cảnh sát 113. Nếu là kéo bố gọi điện luôn nhá. Gọi điện luôn công an nó xích cổ luôn. Nhưng bây giờ Tết năm nay theo em có dám ra đi chơi ở lễ hội nữa không? Em thì chơi ở lễ hội, ở bản hay là ở xã thì vẫn được chị ạ. Bởi chỗ em thì không có kéo vợ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô ạ. Vâng, em mời chị nha. Ở đây là khóa. Trên bản là về nơi là ăn rau dưa yên tâm. Đi đến đi ăn rau thì hốt là chúng à. Thế bảo là hôm nay là gia đình là mổ lợn đúng không? Vâng, là bà có con bao nhiêu cân? Bố em có gọi điện bảo là mổ lợn về ăn Tết thôi. Có lợn bé thôi anh. Khoảng hơn 50 cân thôi. Ủa, thế là to lắm à. Ở trên này mổ về cho các bếp ăn qua Tết luôn nhỉ? Vâng, đây là bọn em ăn cả tháng rồi luôn. Cả năm chứ. Em nhớ là nhớ con thịt lợn cho Dũng Diễm ấy nhỉ? Vâng. Với cả thịt thái thái ấy nhỉ? Vâng. Em gửi dành các bếp. Đợi các bếp ăn lại thịt ra thì thử tiếp. Em từ đây về nhà em còn xa nữa không? Và từ đây vào trong bản không xa nữa đâu anh, gần rồi. Ô tô bản lớn đấy. Vâng, có đường, giờ người ta làm đường lớn rồi. Vâng, bây giờ bắt đầu là đi xuống cầu treo, đi qua vào bản qua em. Cầu nào đấy? Được ạ, được chị. Ô tô qua được cái gì? Được, đi qua được. Đây, tôi tìm hiểu. Cầu này là cầu treo nhưng mà tại vì nó thấp quá lũ xuống nào là nó bị hỏng ấy. À. Người ta phải cầu sắt. Nhưng mà đây cầu vẫn là cầu treo nhưng mà là cầu treo sắt anh em ơi. Thế cái cầu trước mà sập là cầu nào? Trên kia. Cầu bên kia. Nối cầu bản ở trên kia. Trên hai bản với nhau. Giữa trái giữa phải đây. Trái này. Xe ô tô có đi đến tận nhà em không? Có gì thôi. Đường bạn nhé. Phải được hỗ trợ đường bê tông cũng đẹp anh nhé. Vâng. Đi về ngoài này bây giờ thấy nhớ anh chị Dũng Diễm chưa?
Nhớ lắm, nhớ anh chị lắm rồi. Cũng nhớ món ăn miền Tây rồi. Đi xuống đường bé bé dưới. Nhớ anh chị nhưng mà thực ra nhớ anh chị thì ít thôi, nhớ món ăn thì nhiều. Xuống dưới à? Vâng. Giờ đúng bé bé. Bây giờ nếu không đi được thì một bánh ở dưới suối và một bánh ở trên. Đi lên. À, vậy mình đang ở nhà mình là bố mẹ mình đang chuẩn bị bắt lợn rồi á mọi người. đây là giờ đang ở nhà mình nhá. Nghe mẹ cái tiếng lợn thôi nhỉ? Là thấy không khí Tết rồi. Thấy kiểu không khí Tết, chuẩn bị có lợn ăn rồi, chuẩn bị có thịt ăn rồi. Là con lợn này bao nhiêu cân nhỉ? Lợn này là gần 60 cân ạ. Nuôi hơn 1 năm là gần 60 cân. 55 cân. Dạ vâng. Đây là vừa rồi là đây là các cháu của em. Nhà em là cháu đông lắm. Ai mà xác định mà về làm rể nhà thì phải biết là liệt gì. Tổng là có bao nhiêu đứa nhỉ? Là hơn 10 đứa ạ. Đứa bé bé ở nhà. Vâng, nhiều lắm. Hơn chục đứa. Không tưởng cái gì chứ lấy được em gái xinh này thì gặp cháu 10 bé thì rất là đơn giản. Cháu hơi bị đông ấy, toàn cháu thôi. Nhà em đông anh em ấy. Đứa anh đây là bố của em ạ. À, đây bố anh. Đây là cháu ngoại. Cháu đi hẳn. Các ba chưa? Phải cô chú chứ. Bây giờ là mọi người đang mổ lợn rồi và mình sẽ đi đào sắn để nướng. Sắn thì em là thu hoạch hết rồi nhưng mà còn mấy cây để làm giống anh ạ. À, làm giống luôn thịt luôn ạ. Thấy chàng Tuyên bảo là nghe thích ăn sắn cái là có mấy cây giống. Vâng, em sẵn sàng hy sinh cây giống luôn để giống cháu lên đường. Sẵn sàng hy sinh cây giống để đi đào lên mời. Hôm nay xem là oanh tạc vườn của nhà em Phương. Nhà em là có làm được nhiều miến không hả Ai Mí? Nhà em cũng có trồng miến cũng ít thôi. À đất này là trồng xong rồi làm miến đi đúng không? Đó, có thấy đâu? Đây này, bọn trẻ con đi ra không lại cuốc vào đầu chúng nó. Đây để nhổ luôn xem là được không? Thường là đấy, thường là bọn em nhổ luôn mà. Sắn làm giống sao mà hơi lạ. Cũng là sắn mà sao nó lạ lắm mà. Mọi người ạ. Bé quá. Bé nó lớn. Hết rồi mà. Để em tìm thêm. À, đây này. Thì kìa, rổ lên. Từ từ anh ạ, cái cây này to. Hết rồi. Ôi, vắng củ. Xem chủ tịch có nhổ rồi. Cái này là nó không có cuống à. Rất khó nhổ. Chủ tịch ngày xưa ở nhà cũng từng đào sắn suốt. Cắt sắn từ vùng quê hay là cái gì cũng làm. Ôi giời ơi, chịu em thật đấy. Không phải cái cây này nó bé. Nó bé, như thế. Đây là cái cuốc mà khẻ nó lên. Để xem. Đấy, kìa. Đấy kìa, rồi đứt rồi. Thôi xong. Rồi. Bị đứt rồi. Đứt củ ở trong. Thì đào cây này xem có ra không? Có cái dứa ra ra không? Đào mạnh lên. Chắc không đào được cả to, mình phải đào cả củ một. Ô, em không thấy đâu. Chỗ này này. Lấy củ này này. Đây này, em đào ra. Được rồi, em không biết đào, đưa anh Mí đào cho. Ở đây. Ra rồi. À, chủ tịch sợ nó bị. À. Đấy, chưa chưa. Được rồi, nó đi. Đâu rồi. Đúng rồi, không em làm một phát nó đưa ra. Kinh nghiệm. Này, được chưa? Được. Đây em đào cái cây bên đấy.
Nhưng mà quả bé bé, củ bé bé nhưng mà em nghĩ là sẽ ngọt đấy. Tại vì là nó sắn vở đúng không? Sắn ăn được cái gì hay là sắn cho lợn đấy? Ăn sắn cho lợn là ăn, lợn ăn được là người mới ăn được ai. Lợn mà không ăn được là có đấy là có cây đây nhỉ, cũng không dám ăn rồi. Cái này hơi bé ấy, đây là một củ đấy. Bé bé nhưng mà còn củ còn to đấy. Bà từ từ lặng lặng nặng, 1 2 một hai bà đứng rồi đây. À chị biết rồi, chị biết cái chỗ này rồi, chị biết chỗ này sắt được ăn mà. Ăn à, cho bớt chỗ này đi đã. Chị em mình lăng lăng từ từ. Ừ, tay to phết đấy, rổ phan lên cả. Uai, củ này to này. Nả đây luôn. Đây. Ô góc ở đây này là chắc đấy. Dễ nhổ không chị? Chắc đây, chắc đây. Không được. À, ui cái cây kia mới to kìa. Đâu? Nhá. À. Em làm cái đấy đi. Ăn nhiều luôn. Đi được thành không? Đâu. Rồi. Bỏ lên. Cẩn thận vỡ củ to. Đấy, dùng của đấy như pơ là đúng bài đấy. Đấy. Nào. Đây nào. Ôi, cứ rung đi chị nào. Củ to chưa? Ôi, cái to quá. Cái này nó cắm vào rễ bên kia rồi chị. Không, từ từ. Đây này, quả này chị em mình phải làm nó lên đấy. Đúng luôn đấy. Đúng là cụm luôn đây này. Củ đây. Cho đi cả cụm luôn à. Nào, bắt đầu. Rồi. Chị Tuyên là chuyên gia đào củ. Đấy. Từ từ nhá. Đây. Trên này nó đây. Trên này to này. Như kiểu đi đào chuột ấy. Cẩn thận đấy. Cẩn thận lắm này. Tại vì cái cây củ nó rất là to. Nào, giật mạnh lên. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Nó cắm sâu lắm. Thì phải cái này nó vào sâu, ăn sâu. Nào, ba chị em phải rung thế là được rồi, không cần đâu. Ông nói gãy củ đấy. Rồi em xuất bổ đầu anh. Cẩn thận. Nào. 1 2 1 2 3. Rồi. Rồi. 1 2 3. Chả lấy nhổ cứ cái nó cẩn thận nó, các anh ấy xem video của anh ấy tưởng hay làm gì hả? Đâu? Đưa đây anh. Anh thử xuống anh có làm được không? Cho anh làm thử. Anh thử làm một mình một cái nào. Nào. Sao cứ ư này. Nào, em ơi. Sâu tận trong rồi này. Sâu tận trong bên này này. Cái này chấp nhận gãy đi. Nha. Vâng. Chấp nhận gãy thôi chị. Thế bổ đi, bổ vào nuôi trong là được. Hai để. Đưa anh đây. Đấy. Đấy. Ồ. Đấy hôm nay mới là thể hiện đấy. Anh có. Nó còn sâu tận trong nữa cơ. Ôi. To lắm chị ơi. Đâu. Đây. To lắm. Xin nhê. Không nhích cái này. Củ đấy ăn chưa xin nhê. Chưa động để. Đấy. Này là ăn cả tháng rồi ấy. Rồi, ba anh em nào này lấy ra tiếp đi. Nào. Sợ gãy cái củ đấy. Wow. Nào. Củ to chưa? To lắm. Củ này là to như là mấy nào. Củ mà. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nó cắm vào sâu trong cái. Ra, ra rồi. À. Đấy, nó còn một góc nữa. Đấy. Đây là còn góc ở tận trong nữa. À, thôi, góc đấy để cho nó lớn tiếp đi. Nào. Nó mất dễ là chắc nó không lớn nữa. Đây. Ai mí không hay nên cái sán này ai mí không hay nên rồi đấy. Yeah, siêu to luôn. Nè, to hơn chân mình luôn này. Đây, to bằng mắt chân của em luôn. Chín rồi. Này. Ôi bà ơi, ăn nha. Ôi, sán này mới ngon này. Ừ. Này ngon lắm ấy. Nó vỡ. Biết đuối đi chưa?
ngày trước còn còn lấy cái này lấy cái nước lột sắn này làm canh nữa đây nhỉ. À cái nồi này là nồi lột dồi nha anh em nhé. Anh em vừa mới đang lột dồi. Hôm nay ra phải chắt nước đi cơ xong rồi ấy lên nhỉ. Chắt nước đi xong rồi bát lên bếp ấy, xong rồi để cho nó ráo cơ. Ừ. Thế này được rồi em ạ, ăn đến đâu lấy đến đấy. Ăn đến đâu lên đấy cho nó ngọt đấy. Cho anh biết. Hey. Anh ơi, hẹn anh tí nữa nhá. Các con ơi. Mỗi chị em mình, cô cháu mình làm nóng quá chị à. Nóng quá. Nóng, đợi tí nóng vậy. Đấy. Đang nóng quá nha. Đợi tí nha. Đây, tôi lấy rũa này. Nóng cẩn thận, có ăn không? Sắn là bở hết nhỉ? Nóng tay đi. Đây con này. Bở mà hơn lắm. Này. Đây, em ăn đi. Em mà có ăn khoai không? À, à, ăn không? Ăn chưa à? May mà anh Mí cho mình ăn ngay sắn cho lợn. Suýt nữa là ăn phải sắn là sắn không ăn được ạ. Cao sản, ăn là tùa. Ăn là tùa đấy. Tùa. À, cho mình miếng nữa nào, hóa nó là ngon đấy. Cái này mà có mật ong này, hoặc là chút đường ấy. Đúng rồi, phải có mật ong nữa. Thôi để em đi bắt, em lấy mật ong luôn nhé. Mật ong ở đằng sau nhà em có một tổ luôn đấy. Có. Có. Đi lấy đi. Mùa này hết mật rồi. À, giờ hết mùa mật rồi đấy. Các bạn bè ơi, bạn nào ăn sắn đây nào? Ăn sắn nào? Tao đi chờ thịt lợn này ăn sắn đi, thì lợn đói không con ạ? Đấy, ăn thịt lợn, ăn sắn trước nha. Đây, vô cho một cái. Nào. Lâu cũng ăn ngon quá. Quá nhiệt lợn. Để em lấy miếng này. Đấy nha, mời cả nhà nha. Sắn nhà ai Mí. Nóng quá. Anh ăn đi. Anh ăn nó nghẹt. Để em đi xem có nước không. Đang nghẹn chết rồi. Ê! À, một đời biết hát à? Em hát một bài đây nào. Cô chú nghe nào, cho các cô chú nghe nào. Đấy, đứng lên hát nha. Hát lại nào, hát lại nào, hối sủa, để từ hô. Ý là Hào ạ, em chính hát đi nào. Đang hát nhưng mà nghĩ là phải ăn miếng đã rồi, anh ngừng và nghỉ. Nào, em chính hát một bài nào, hai, ba. No me ve, no sa yo, va chi ye, hey yo yo, po no no, po no ha, no ha yi chi cha nhu. Đây là cái gì? Yeah. Đây là cái gì em? Con chim bé bé. À. Rồi. À. Cái gì nữa? Thôi bây giờ ở trên cây. Anh Mí hát một câu đi. Hai một câu. Bố hướng dẫn đi. À, hát nào. Hát bài Vé Chinoni. Bài sắp cơn. Ừ. Sáng thứ mấy hát bài đấy? Hát bài ra ăn Tết đi. Ừ, ăn Tết. Gì tên gì nhỉ? Nó coi. Để em tính nha, cái gì nhỉ? Nó nữa. Chúc khói ạ. Nào. Đây. Ca sĩ nào. Đây em hát nha. Bản hát một bài. Bài gì đây? Mừng 30 Tết anh ạ. 30 Tết à? Dạ. 30 Tết là rồi. Chớ bể mong ý hiệu mỗi sáng. Bể nọ bể chào tao râu. Mong ơ mong ý hiệu mỗi sáng. Nó bê chào ô lù cha rồng xa y ba nhỏ cứ hết rồi anh ạ. Nghĩa là gì, nghĩa là gì? Là tiếng Việt rồi nào, hát đủ câu tiếng Việt rồi nào. Một năm qua chúng tôi ăn Tết, một năm qua một năm trông chờ Tết đến, chung vui cùng dân bản chúng tôi. Dịch là như thế anh. Phải thế không? Để trong các bé này là bé ai Mí và hát ăn không? Nhất. Em ăn không?
Nãy là anh Hải đã giã bánh một lần rồi, bây giờ là lại làm mẻ hai, là đến lượt mình ra tay nhá. Đây là nãy là ăn nãy giờ ăn xôi rồi, tích hết công sức rồi, bây giờ có sức để giã xôi ngon quá. Con được nóng á. Đợi tí. Ừ, này, đợi tí này, cô giã bánh ra chia mỗi người một cái nhá. Phan lợi ha. Nào, ra nào. Phao. Đổ phao nào. Nóng ấy. Mà bánh nha. Đâu cái giá đâu rồi? Được chưa nhỉ? Giá nha. Giá nhẹ nhẹ trước. Là á? Mà giá nhẹ nhẹ đi, tặng hai mà giá nặng nặng không một chút con. À bắt đầu giá nhẹ trước. Đó. Làm này chưa tốt còn nhất sẵn đi vâng. Cái này nó cũng phải. Không có chưa đúng không? Chỉ là trước đây nó phải có kinh nghiệm mua giá. Giá tốt giá mà này. Ra ngoài hết rồi. Phải làm thế này trước. Phải nhào. Đây là nhào đó. Mình đang bay. Cái này bằng bánh như này. Đấy. Như là đấy, công việc này là thường sẽ là các anh làm, các anh trai mình làm. Nhưng mà là các anh đang mổ lợn rồi nên là mình sẽ làm nha cả nhà. Mình sẽ làm thay cả. Nè, mũi sáng. Nào bơi. Nào chị Phương nhanh lên, nó nguội rồi. Ô cẩn thận rơi hết bánh nha. Rơi hết xôi nha. Ờ nha. À, phải làm tước vào thì nó mới không bị. Đây cho anh mình làm người lại. Sợ nó nguội hết rồi không xong. Anh cho em thử dã cái nữa. Đây cho chị Duyên thử. Ôi dã kiểu như này dễ hơn, cái đấy vừa lấy nó cuốn quá rồi. Dạ. Là mất bánh ăn đi chị ạ. Này là phải dã nhanh nhá cả nhà. À. Ôi nhưng mà không mệt lắm. Được một tí thôi. Đúng rồi, cái này dính lắm. Đưa cho anh Hải, anh cho anh em làm nè. Nhấc ra nào. Ra. Ra xa xa nào em Hằng ơi. Chạy này. Đấy. Cho mọi người không khí Tết của chỗ mọi người ra sao rồi ạ? À? Tức là không khí Tết chỗ em là người Mông ở chỗ em là đang vui lắm ạ. Đang ăn thịt lợn rồi mọi người. Rồi bánh ăn thịt. Hai chị em cứ ấy đi chị hướng ra cho nó nhanh. Dạ. Đấy. À, bánh này là ngon lắm, mới dẻo lắm. Vừa làm xong. Này sẽ làm chia cho cô chú rồi là gia đình. Bà Hà, hay chị tôi khơi mà mua bảng chia, mua chia chia rồi à. Mời cả nhà ăn Tết cùng Ai Mí nhá. À, Ai Mí hôm nay là có cả là bố, đây là bố mình nhá mọi người. Đây là chị cả mình. À, đây là chị thứ hai, chị thứ hai. À, đây là chị Phương, còn đây là mình nhá. Mình còn có hai anh nữa. Nhưng mà các anh là ăn ở mâm cậu các cô các bác. Mẹ em đâu? Mẹ em là ngại ống kính nên là mẹ em không vào.
Dạ. À, hôm nay là cô gì chú bác anh em đến Đức Đông. Ăn thịt nướng nha. Vâng. Mời các bác nha. Cái món này là cái món gì đấy? Món này lộn ạ. Đây là món thịt chua. Thịt chua là cắt nhỏ này à, xong rồi ướp à? Dạ. À gần như ngoài mình gọi là thịt tái đấy đúng không? Dạ. Ừ, tái. Ăn đi chị cả ăn đi. Nhà em là toàn món thịt lợn thôi. Đi, đi bên giới họ tưởng là người nước ngoài đấy. Ờ, không phải là xinh thật đấy nhỉ. Cao, như Tây luôn. Nhà em là chị cả xinh nhất đấy. Không có mất tiền đi mua luôn. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? 90 ạ. 90, tuổi ngựa. Hôm nay là nhà em này cũng làm các món ăn thịt lợn đơn giản từ con lợn hôm nay thôi. Đơn giản nhà đó, anh chịu ăn thoải mái nhá. Chỉ có luộc này, món đơn giản đó. Cho thấy rất là ngon. Nhiều món ngon mà. Nhưng mà ăn no rồi. Cơm no chuẩn bị đi về thôi. Ôi, đây, hả? Là anh và em có ít quà. Là bố mẹ em là không có gì, có miếng con thịt lợn này mổ anh. Có miếng thịt lợn à? Cảm ơn nhá. Cảm ơn đại gia đình nhiều. Người anh chị làm quà. Là đây là bánh dày hôm nay mình dãi chị. À hôm nay mình em dãi trong đi. Một ít bánh dày với lại thịt lợn đây là. Để ăn đi ăn Tết này còn được mang quà về rất là vui. Được sang năm nào mình cũng đi nhà em đi ăn Tết hết. Này là rất cảm ơn anh chị đã đến. Xin phép chào cô chú nhá. Chào các bác nhá. Chào cháu nhá. Cảm ơn. Cháu xin phép mời các em nó ra nhà cháu ăn Tết nhá. Vâng, ok. Chúc ăn Tết vui vẻ nhá. Chào chào cô chú nha, chào các anh các chị nha. Chào đại gia đình. Chào em mình cho cái mồi ấy, nó mò. Đây là các chị là ăn hết cơm và đang hợp uống bia. À, hợp tiêu à? Hợp bia. À đâu uống bia là hầu chớ cái gì nhỉ? Hầu chớ là uống rượu anh. À. Uống bia. Uống bia là hầu bia. Uống bia là hầu bia. À hầu bia. Ok. Dạ vâng. Sau đây có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đưa ai mình đi ra nhà mình để ăn tất niên các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chào các bạn nhé. Ai Mi ơi.